Chào các bạn, hôm nay Muối Vừng quay trở lại với các bạn với cái video lúc trước là video hướng dẫn các bạn lên số xuống số và có mở ngoặc là rep matching. Nên mình chỉ quan tâm vấn đề xuống số đã nhé. Lên số thì có thể là dễ hơn rất nhiều. Nhưng xuống số nó có sự kết hợp của phanh rồi là lên ga rồi giảm lên ga rồi xuống số. Cái clip đấy mình có tham khảo cái bên của ông Kitcode này. Ông Kitcode này thì ông ấy mở cái trường năm 1970, mở trường Kitcode School ở bên Mỹ. Thực ra thì cái video của ông này tràn lan trên mạng, mình xem nhiều, chắc bạn các bạn cũng xem nhiều. Và mình sẽ chi tiết lại cái phần đấy. Ông ấy cũng có hỏi là ơi thing though. How you guys feel about your braking and downshifting? How about you guys feel downshifting, braking and downshifting? Nói chung là các bạn cảm giác thế nào về phanh và xuống số? Thì ông em chỉ như sau. I see. Straight up or trail braking? It's the exact same problem. Maintain control of your entry speed. Thì xuống số là để trước khi vào cua của các tay đua, nhưng mà mình ví dụ như đi xe phổ thông X thì chắc chỉ xuống một số, từ số 5 số 4 là cùng, chứ không thể xuống nhiều số như cái xe này. Nhưng mà cách xuống số là như sau. Trước khi xuống số thì ông có phanh, có giảm ga. Nhưng mà nếu các bạn muốn xem kỹ có thể tham khảo cái này. Còn cái đoạn này ông chỉ nói về cái phanh khi vào cua nó có nguy cơ là trượt bánh trước thôi, và nó bốc cái đít lên thôi. Này, rồi. Đấy. Restraining bar flutter does not let the front end follow the road, which reduces available Bánh traction trên, bánh trước. even more. Despite its dangers and drawbacks, trail braking is a useful tool. Với mấy tay đua này mình không quan tâm nhiều đến cái ấy đâu. Còn các cụ thì quan tâm đến độ bám đường các kiểu, nhưng mà mình quan tâm một cái số số của các cụ thôi. Đây. Đoạn này. And reduces distractions. This helps you get your turn entry speed right. Watch the timing of the clutch and throttle action in slow motion. Đây nhá. Khi mà các cụ xuống số là các cụ để cái tay côn này này. Các cụ để tay côn này rất là cao, chỉ cần nháy một tí thôi, nháy côn, cái đó, chúng nó gọi là nháy côn. Còn nháy một chút rồi nó cắt rồi. Để côn rất cao chứ không để sâu như các cụ của truyền thống Việt Nam mình đâu. Còn tay thì các cụ phanh hai ngón bằng hai ngón và lên ga khi mà xuống số. Quay lại nhá. Slipper clutches seem to make this unnecessary, and modern Đây, electronics will probably trong make lúc it an xuống số obsolete technique phanh. someday. Too bad. It's quite fun when you get it right the Lên ga này. old-fashioned way. Để ý nhá, lên ga này. Riders come up with all sorts of strange variations to solve Quay lại braking này. and Mỗi đoạn này rồi, quan tâm mỗi đoạn này rồi. Slipper clutch in slow motion. Slipper clutches seem to make this unnecessary. Lại một lần nữa. Get your turn entry speed right. Đó, đây. Simultaneous braking and Lên số downshifting smooths lên things ga, out lên and ga. reduces Côn nháy. distractions. This helps you get your turn Giảm vậy entry thôi. speed right. Kết hợp với phanh nếu mà cần thiết. Các cụ thì cần giảm tốc nhanh, chứ mình thì mình không nhất thiết phải như thế. Thì định giảm ga. Trước mình hướng dẫn là giảm ga và bóp côn lên, vặn ga wing xong rồi xuống, kết hợp côn rồi búng ra luôn, búng côn. Cái đấy nó gọi búng côn thôi. Đây, xem lại nhé. Simultaneous braking and downshifting smooths things out and reduces distractions. This helps you get your turn entry speed right. Watch the timing of. Rồi. Cảm ơn các bạn. Mình chỉ giải thích trên đây thôi. Còn còn một số bác bảo là bóp côn trước khi vào khi trong khi vào cua với đường trường thì xin lỗi nhé. Các bác xem lại đi. Bóp côn chứ trong khi cua mở đường trường thì đúng là
nó kinh khủng nếu mà tình huống mình khó xử lý lắm. Tóm lại là khó hơn là các bạn đi xe to mới biết được. Mình thì mình chưa đi xe to đâu, mình cũng chả biết đâu, mình chỉ đi xe nhỏ thôi. To nhất mình chạy thử thì chỉ có đúc 200, còn to hơn thì mình không nài nổi vì nó khó, nhất là sport bike như này nó khó hơn nhiều, đòi hỏi mình học hỏi nhiều quá. Với cả sức khỏe thể chất dưới 1m7 thì khó khăn lắm. Chào các bạn, giải thích đến đây thôi. The clutch and